Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Thống Mô Tô. Tôi là Hoàng Thống Mô Tô. Hôm nay xin phép anh em và các bác, cô dì chú bác, Hoàng Thống được giới thiệu hai cái phiên bản. Đó là một chiếc xe chạy xăng mang tên N9 và một chiếc xe xin lỗi hoàn toàn nhầm rồi các bạn ạ. Một chiếc xe chạy điện, đây là chiếc xe chạy điện. Xe màu trắng là xe chạy điện, còn một chiếc xe màu đỏ là xe chạy xăng. Thì xe chạy điện này thì có cái đặc điểm và xe xăng và có ưu điểm, nhược điểm như thế nào. Thì hôm nay mời Hoàng Thống mời mọi người và cùng Hoàng Thống để đi tham khảo nhé. Thì đầu tiên về chiếc xe chạy điện này thì chúng ta đang thấy là sử dụng cái xe này nó giống như một cái xe máy bình thường, một chiếc xe điện bình thường, giống như một chiếc xe tay ga. Phần đầu, phần người ngồi các kiểu rất là hợp lý, rất là hay, rất là phù hợp. Đây, có cả chỗ để chân đằng sau này. Cái này có phần chắn bùn ở đây nhưng mà Hoàng Thống chưa lắp nhé. Đấy. Có phần để chân đằng sau này. Và tất cả hai mấu này đều đang được sử dụng là hai phanh đĩa nhé. Đang được sử dụng là hai phanh đĩa. Và hai phanh đĩa. Nhưng mà có cái điểm khác biệt giữa hai cái mẫu này hiện tại. Đó là cái xe này chạy cầu sau này. Cái xe 125cc này chạy cầu sau. Còn cái xe chạy điện này cũng là chạy phần sau, nhưng mà cái phần đằng sau này nó là thiết kế là kiểu càng chữ A, càng chữ A rồi chứ không phải là chạy cầu. Thì tất cả các dòng xe hiện đại năm 2022, các dòng xe như Ford Everest này, của năm 2022, 2023 thì là tất cả các nó là hoạt động 4 bánh. Ví dụ giới thiệu qua về chiếc xe Ford Everest là nó hoạt động 4 bánh nhưng mà nó không còn sử dụng là cầu sau nữa rồi. Bây giờ tất cả các cầu trước và cầu sau đều sử dụng là càng chữ A. Càng chữ A như cái xe này này. Nghĩa là sử dụng càng chữ A thì nó sẽ mềm mại hơn so với cái xe chạy cầu. Nhưng được cái là xe chạy cầu thì nó sẽ khỏe hơn, lực sẽ mạnh hơn. Đấy là về so sánh về sự khác biệt giữa xe chạy cầu và chạy càng chữ A. Thì cái xe điện này chúng ta sử dụng được, có thể lắp được 4 bình, 5 bình, 6 bình. Đấy là cái sản phẩm hình như là duy nhất trên thị trường của Việt Nam chỉ có loại này có thôi. Chúng ta có thể lắp cho nó được 4 bình này, 5 bình, 6 bình. Nhưng đến với Hoàng Thống thì Hoàng Thống sẽ lắp cho các bạn là 5 bình, bán với giá là 26 triệu, bao ship toàn quốc, 5 bình. Năm bình thì xe này tốc độ thì nó lên 65 km/h, còn quãng đường chạy thì cứ tầm 70 cho đến cứ tầm 80, từ tầm 70 đến 80. Thì ví dụ như tùy đường đèo dốc chúng ta có thể chở thêm 1-2 người thì cái quãng đường nó sẽ khác. Tất cả hai cái dòng xe này đều sử dụng là 3 thắng đĩa rồi nhé, 3 thắng đĩa, rất là an toàn, phải không ạ? Rất là an toàn. Ngoài ra cái xe này có một phần linh kiện nữa là Hoàng Thống vẫn chưa lắp, đó là chắn bùn này và phần cốp đằng sau này. Phần cốp đằng sau này có một cái cốp để đồ mũ bảo hiểm ở đây thì Hoàng Thống chưa lắp. Và dòng này thì cũng rất là hay, nó có phần cốp ở đằng dưới yên này rất là rộng, rất là rộng luôn ạ. Cốp này rộng sâu 30-40 phân cơ, chúng ta có thể để được 2 cái mũ 3/4. Còn cái mũ đội đầu ấy chúng ta có thể để 4 cái ok luôn. Xe đời cao, xe xịn sò thì mới có cái phần công tắc automat này nhé các bạn nhé. Công tắc automat là những xe chất lượng thì mới có nhé. Các bạn để ý hộ mình nhé. Chỉ những cái dòng có thương hiệu, có chất lượng thì mới có cái automat này. Đấy, chúng ta có thể ngồi được 2 người lớn ngồi như chiếc xe máy bình thường. Yên thì dài khoảng 1, 2, 3... 70 phân, yên dài 70 phân nhé các bạn nhé. Yên dài 70 phân, chúng ta ngồi thoải mái luôn ạ. Yên rất là mềm, yên rất mềm, mà cái chất lượng của nhựa này rất là tốt này. Nhựa rất là dày đặc, dày và dày đặc đấy. Và Hoàng Thống đang bán cái xe này đầy đủ phụ tùng và 5 bình ắc quy thì đầy đủ. Xe này 5 bình ắc quy thì là với giá 26 triệu, tốc độ là 65 km/h, một trong những cái tốc độ lớn của dòng xe 3 bánh hiện tại. Hoàng Thống nhớ không nhầm là trên thị trường chưa có cái dòng nào xe 3 bánh mà
chạy với tốc độ lớn như vậy đâu. Trừ những cái ca am hay cái gì đấy Hoàng Thống chưa được trải nghiệm, nhưng mà xe ba bánh chạy điện Hoàng Thống dám khẳng định tới hiện tại là chỉ có dòng này là chạy cao nhất 65 km/h. Đấy, Hoàng Thống đã trải nghiệm, có video có clip chứng minh đàng hoàng mà Hoàng Thống cầm một tay lái luôn chứ không phải là nói điêu. Mà cái dòng ấy cái độ an toàn rất là cao. Tất cả các dòng xe ba bánh mình dám khẳng định là nếu mà các bạn mà bỏ tay ra thì chắc chắn nó sẽ cướp lái, nhưng mà dòng này thì không. Xe này thì các bạn đi các bạn thả tay được, nó không bị cướp lái nhé các bạn nhé. Đấy, dòng này nó thế, nó xịn sang xịn mịn 2023 nó thế. Thì xong này thì mình đang bán được 26 triệu với 5 bình ắc quy. Nếu mà bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp để Hoàng Thống tư vấn hơn, có rất là nhiều màu. Còn quay lại với chiếc xe 125cc này thì với tổng chiều dài của chiếc xe này là 2m1, sử dụng động cơ 125cc, cũng sử dụng 3 phanh đĩa xi nhôn ngan đèn còi đầy đủ, đại khái là còn nhiều hơn những cái xe bình thường khác, có cảnh đèn cảnh báo nguy hiểm rồi đại khái đấy, đèn cảnh báo nguy hiểm nó sáng cả hai đèn, u nắng quá nó sẽ không thấy được. Xi nhan đèn còi đầy đủ, ghế ngửa, ghế tựa, ghế nằm ngang rồi là đây, nằm phẳng ra rồi là ghế chỉnh độ tựa, đây, chỉnh tay, tay tựa tay rồi các kiểu đầy đủ. Có thêm bộ kính nữa nhưng mà Hoàng Thống chưa lắp. Thì cái phần yên sau ấy thì rộng là 70 phân. Phần cao ghi đông này thì, cao cái giảm sóc này là 95 phân nha các bạn, 95 phân. Thì cái ghi đông này chúng ta có thể ẩn ra, cụp vào, cụp ra thì do chúng ta tùy chỉnh thôi. Đấy. Thì xe này được sử dụng là hai cái bình xăng ở bên phụ này, hai cái bình xăng này thông nhau và có một cái lốp sơ cua. Đấy, hai bình xăng này, mỗi bình này chắc được 5 lít, thì hai bình được chục lít, có một lốp sơ cua nữa. Thì động cơ 125cc, 3 người lớn ngồi. Thì cái xe này Hoàng Thống đang bán với giá là 36 triệu chưa bao gồm phí vận chuyển. Và chiếc xe này tại Việt Nam thì hiện tại là chưa đăng ký được nhá các bạn nhá. Nếu mà các bác muốn biết tại sao thì các bác có thể lên Google để search tại sao xe ba bánh ở Việt Nam chưa đăng ký được. Mà từ 2008 đến giờ chắc chắn là các bác chưa thấy có một chiếc xe ba bánh nào đăng ký được tại thị trường Việt Nam nhé các bạn nhé. Đấy. Trên chiếc xe này đều có xi nhan đèn còi đầy đủ. Và cái xe này thì những ví dụ như là lốp này, lốp cũng là được phay bằng nhôm nhé, nhôm phay nhé, này có những vân này, nhôm phay nhé. Còn đây là cái chắn bùn bằng inox trước và sau. Đấy, inox trước và sau, có chắn bùn inox trước và sau. Phần ghế này thì chúng ta ngoài có gật gù, chúng ta còn có tiến lùi nữa cơ. Đấy. Có tiến lùi cho hàng ghế này nữa. Đấy. Xe này có 4 số và có cả cần gạt số lùi nhé các bạn nhé. Xe này động cơ 125cc. Đấy, đã bán với giá là 36 triệu. Các bác thấy hai mẫu này. Các bác thấy hai cái mẫu xe này thì có phù hợp với các bác hay không? Hoặc là các bác thấy những cái chức năng của những cái xe này thì nó đã có phù hợp hay không? Thì hãy comment ở dưới phần bình luận cho Hoàng Thống, thì Hoàng Thống có thể đáp, có thể là lắng nghe và chia sẻ với những cái cơ sở sản xuất để họ cải tiến những cái mẫu nó phù hợp hơn với những cái người Việt, phù hợp hơn với những cái cung đường mà người Việt Nam đang cần. Đấy, thì ví dụ như mẫu này chúng ta chạy đô thị rất là đẹp, rất là phù hợp, đúng không ạ? Nhưng ở đô thị thì không phù hợp với những anh chàng to cao cồng kềnh. Và ở đô thị thì không cần phải đi xa nhiều như cái anh cồng kềnh này. Nghĩa là nếu mà ở đô thị chúng ta nên lựa chọn một chiếc xe điện. Chúng ta vừa đẹp vừa duyên dáng, ok, êm ái, không có tiếng động.
quãng đường chạy đâu đó tầm 80 km đổ lại. Ok, chúng ta nên dùng một chiếc xe ba bánh chạy điện. Tốc độ đạt 65 km/h. Còn nếu mà chúng ta đi vùng núi, vùng quê và cần có những cái quãng đường chạy dài, ví dụ như là một ngày chạy tầm mấy trăm cây chẳng hạn, thì quay lại với bản 125 này, quay về những chiếc xe xăng này, chỉ có những chiếc xe xăng thì mới đạt được cái quãng đường mà nó mê ly như thế. Ví dụ như trước này chúng ta ok xuyên Việt luôn, chúng ta thích thì chúng ta xuyên Việt luôn, chỉ cần đổ đầy bình xăng cho nó là chạy thế thôi, thích là xuyên Việt luôn, đèn còi xi nhan đầy đủ, mệt quá ngả ghế ra nghỉ một tí đợi chạy tiếp đấy. Tốc độ của xe này thì không cao lắm, chỉ 70 km/h thôi, 4 số đấy, 70 km/h đấy. Và Hoàng Thống đang bán với cái giá 36 triệu, xe này 26, xe này 36, chênh lệch nhau 10 triệu. Thế thì các bác thấy cái xe nào phù hợp với mình thì liên hệ với Hoàng Thống nhé, tiền nào của đấy thôi các bạn. Không, bạn không có 10 triệu thì bạn không thể mua một chiếc Rolls Royce được, nhưng mà người ta có 10 tỷ thì hay là 100 tỷ người ta có thể mua được Rolls Royce và những chiếc xe máy các bạn. Cho nên là tiền nào của đấy thôi, các bác mua xe đắt tiền thì chất lượng nó có, an toàn nó có, an toàn 3 phanh đĩa, đẳng cấp nó có, 60 là xe điện chạy 65 km/h, xe xăng chạy xuyên Việt đấy. Bác nào quan tâm liên hệ trực tiếp với Hoàng Thống nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm.